nếu bạn có thể có mọi thứ trong cuộc sống, bạn muốn có gì, điều gì sẽ phải xảy ra để bạn có những thứ bạn vừa đề cập? Khi nghe đến câu hỏi này, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên là định nghĩa của từ mọi thứ với mình là gì? Có nhà lầu, xe hơi, gia đình sum vầy hay mọi thứ cũng bao gồm thăng trầm như sự đau đớn và mất mát để đánh đổi và đạt được những gì mình muốn? Giống như lúc bạn muốn đi mua nhà, một quyết định lớn trong cuộc đời, bạn đắn đo nhiều tiêu chí của một căn nhà hoàn hảo với số tiền mình có. Bạn muốn nhà yên tĩnh, nhưng lại muốn gần thành phố cho thuận tiện đi lại. Bạn muốn nhà to, nhưng đổi lại sân sau lại nhỏ. Bạn muốn giá rẻ, nhưng lại có bao nhiêu thứ trong căn nhà cần phải sửa chữa. Bạn muốn sống trong một khu an toàn, nhưng phí an ninh lại quá cao. Theo mình, cuộc sống có quá nhiều sự lựa chọn và chúng ta sẽ không bao giờ có được tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất. Điều mình có thể làm là cố gắng hết sức trở thành phiên bản tốt nhất và cho phép bản thân được hạnh phúc. Mình từng rất ấn tượng với bộ phim tài liệu Happy được chiếu trên Netflix. Những bác sĩ tâm lý nghiên cứu về hạnh phúc của con người cho rằng trên đời này chúng ta cần những vật chất đơn giản nhất để tồn tại và sau đó thì chúng ta mới có cơ hội để quan tâm tới sức khỏe tinh thần. Ví dụ nếu trời lạnh băng mà bạn không có một mảnh áo khoác vai hay bụng cồn cào đói khát mà không có một miếng ăn thì hạnh phúc là một đòi hỏi xa vời. Chỉ khi nào con người có được những thứ cơ bản để sinh tồn thì chúng ta mới bắt đầu vươn lên hạnh phúc được. Nói tới đây thì nhiều người sẽ nghĩ là mình càng có nhiều đồ thì lại càng hạnh phúc hơn, nhưng không hẳn là như vậy. Nghiên cứu cho thấy một người làm 5.000 đồng một năm và người làm 50.000 đồng một năm thì khác nhau về mặt đầy đủ rất nhiều. Nhưng sự hạnh phúc của người làm 50.000 so với 500.000 thì không khác nhau là bao nhiêu. Con người ham muốn rất nhiều, nhưng thật sự cần thì không bao nhiêu. Những người thành công làm ra nhiều tiền hơn gấp 10 lần, 100 lần, ngoài tài năng và may mắn, người ta phải bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian để làm thêm hơn người bình thường. Có thể họ làm hơn 8 tiếng một ngày, có thể họ không được đi nghỉ mát để quản lý công ty liên tục, hoặc cũng có thể họ luôn luôn lo sợ một ngày nào đó, họ sẽ mất đi những gì mình đang có. Tâm lý con người nhiều khi cũng không theo logic lắm, nhiều khi có 5-6 đồng thì rất vui, nhưng khi có 9 đồng rồi lại cố làm sao có thêm 1 đồng nữa cho trọn mà lại quên mất niềm vui mình đang có. Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0 và những điều hay nhất, đẹp nhất được đăng tải trên mạng xã hội mỗi ngày. Nhiều lúc lướt Facebook, Instagram một hồi thấy mình thật là thiếu thốn. Người ta đâu có kể cho bạn bao nhiêu đêm học thâu đêm để có được một tấm bằng tốt nghiệp, bao nhiêu giọt mồ hôi vất vả để có được một thân hình săn chắc và người ta phải chắc góp bao nhiêu lâu thì mới có được một chuyến đi du lịch mơ ước. Mình cũng muốn có được niềm vui tức thời như người ta mà lại không muốn bỏ thời gian và công sức như vậy. Với mình, mục đích khi có được mọi thứ là để có được hạnh phúc trọn vẹn. Mình phải hiểu là không có thứ gì là hoàn hảo trong cuộc đời vô thường này. Có lên thì phải có xuống, có đắng cay thì mới cân bằng với mặn ngọt. Mình chấp nhận là phiên bản tốt nhất của bản thân, luôn quyết tâm phấn đấu cho gia đình và xã hội và cho phép tâm hồn mình được mở rộng để đón chào niềm vui. Càng biết ơn nhiều thì hạnh phúc càng sâu sắc. Có như vậy thì mới sống tốt từng ngày và tận hưởng tất cả những điều kỳ diệu của cuộc sống ban cho.